và các bạn thân mến, cuộc sống bận rộn khiến cho chúng ta dễ bị căng thẳng, stress. Đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực như thế này thì việc lựa chọn đồ uống sao cho vừa thanh mát, cung cấp được nhiều vitamin và lại còn giúp cho sức khỏe về thể chất và tinh thần của chúng ta trở nên khỏe mạnh và thoải mái hơn, tưởng như là dễ nhưng lại không dễ chút nào. Vậy thì trong chuyên mục Phong Cách ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với chị Nguyễn Minh Uyên cùng tìm hiểu và chia sẻ về điều này nhé. Xin chào chị Uyên, chị có thể chia sẻ cho Minh Thư và khán giả xem truyền hình được biết là đồ uống có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống hiện đại của chúng ta? Như bạn và quý vị đều biết là nước là chiếm 70% cơ thể của chúng ta. Hàng ngày chúng ta bổ sung nước thì không chỉ là nước lọc, nước khoáng mà chúng ta còn bổ sung thêm các loại nước trái cây, nước hoa quả vào cơ thể để bổ sung các cái vitamin, khoáng chất và nhân thể sống cho cơ thể, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Chị có thể tư vấn cho Minh Thư và khán giả được biết là cách chúng ta lựa chọn đồ uống như thế nào trong mùa hè để giúp cho tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần ạ? Mùa hè này thì thường cơ thể chúng ta sẽ tiêu hao rất là nhiều năng lượng. Việc bổ sung các cái vitamin và khoáng chất từ các cái loại rau củ quả tươi là một điều hết sức cần thiết đối với tất cả mọi người. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với quý vị một vài cái món đồ uống từ nước ép các loại rau củ quả, vừa có tác dụng giải khát, vừa có tác dụng bổ sung các cái vitamin và khoáng chất cho cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Món đầu tiên mình xin chia sẻ với quý vị đó là món nước ép táo, bí đỏ và chanh leo. Bí đỏ thì được biết đến là một nguồn thực phẩm rất là giàu vitamin A. Táo thì rất là giàu năng lượng, tốt cho gan. Chanh leo thì nhiều vitamin C, tốt cho cơ thể. Đây là một cái sự kết hợp của ba loại nguyên liệu tạo nên một cái món đồ uống hết sức là đặc biệt. Món đồ uống thứ hai mình xin chia sẻ với quý vị đó là món nước ép dứa củ dền cà rốt. Đây là một món đồ uống mà vừa có tác dụng thanh lọc và giải độc cho cơ thể mà lại có tác dụng phòng và điều trị ung thư nữa, nên quý vị nên uống thường xuyên. Mình xin giới thiệu đó là một loại nước ép sạch bao gồm có cải bó xôi, dứa, táo và dưa leo. Đây là một loại nước ép mà cung cấp rất là nhiều vitamin và khoáng chất. Mình cùng làm nhé. Và đối với một số bệnh nhân bị gút, thay thế cải bó xôi bằng rau cải keo hoặc là một số loại xà lách rất là tốt cho sức khỏe và phù hợp với khẩu vị của mọi người. Và có thể thêm một chút xíu gừng nếu như mà mình cảm thấy bụng hơi kém kém một chút. Thưa quý vị, không chỉ là đồ uống, Minh Thương tin rằng là những ly nước ép xinh xắn như thế này còn là một liều thuốc tinh thần giúp cho chúng ta có thêm sức khỏe. Chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, mạnh khỏe. Chúng ta sẽ cùng nhau tái tạo năng lượng cho một tuần mới làm việc hiệu quả nhé.